Xin chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn làm ở thao tác Windows Form đơn giản, thêm sửa xóa. Đầu tiên sẽ tạo một project mới Windows Form. Hơi lâu. Là tên project. Demo, anh sẽ demo về quản lý account. Đây, thêm sửa xóa trong cái bảng account của cái database demo bảng users. Lên rồi. Cái form này rất là đơn giản. Sẽ có một cái data viết view. Cho nhỏ thôi, kích thước nhỏ. Cái này đây. Cái data review anh sẽ chọn đến đến cái bảng user ở trong database mình. New connection chấm. Chọn database để demo. Đây là connection string. Copy lại. Lưu lại tên đây. Lấy tất cả những gì. Rồi trong này cái thuộc tính data source mình sẽ chọn user này. Trong cái này let auto size là field, password là field. Khi đặt field này thì cái data review của các bạn nó sẽ đầy ra như này chứ không bị để lộ những cái khoảng chống nữa. Đây. Đây là cái thông tin của cái bảng của mình. Mình tiếp tục được thêm sửa xóa. Mình sẽ làm demo rất đơn giản thôi. Đây là một cái textbox. Label. Đặt lại cỡ chữ này to ra. Cái password ở đây sẽ có ba cái nút. Đây đây. Thêm xóa. Rồi. Bây giờ sẽ code cũng thêm. Bước đầu tiên mình cần tạo connection string. Chữ
chính là cái string vừa nãy. Integrated security. Không biết cái này có đúng không? SQL client tạo SQL connection. Giờ biết làm để kết con đấy. Xong trong đây nhá, gọi hàm cái connect ra rồi bây giờ chạy thử xem có lỗi không. Không sao, chắc là được. Bây giờ code cũng thêm đây. Đầu tiên truyền vào cái SQL CMD, cái thứ hai là connection try. Catch exception. CD SQ query SQL. Khi thêm xong các bạn phải thông báo thêm thành công để mình biết được cái việc thêm mình đã được hay chưa. Và đây lỗi. Có cái đoạn sược N này để đánh dấu xuống dòng. Đây là nút sửa. Để có nút sửa thì mình cần biết được dòng nào đang click vào. Có một cái sự kiện là round enter. Đây. Yes, tiếp tục sự kiện mouse click. Mình xem content click này được. Các bạn sẽ lấy được ừ,
đây là cột, cột không, dòng, số lượng, value chấm thông string, xin lại cóp lại như thế, password. Thế thôi. Sau đấy là code đốt sửa. Copy điền thay mỗi câu lệnh SQL thôi. Và đây là code nút xóa. Các bạn cần tạo một cái dialog result để hướng lên kết quả của cái câu hỏi. Đây là mình lấy được cái tài khoản mà mình sẽ xóa. Lại copy đoạn này. Thay câu lệnh. Thế thôi. Bây giờ còn một cái nữa. Khi các bạn click vào tôi nhỉ, share content click, thì khi đấy cái nút sửa, nút xóa mới được nhận lên. Lên đây nữa.
Lúc đầu tiên thì hai lúc này sẽ bị ẩn. Chạy thử. Không được này. Rất lạ, rất lạ, rất lạ. Thử thanh sự kiện click xem. Bây giờ mình sẽ thêm một tài khoản mới. Còn cái password. Cái password này nó có một thuộc tính là password char. Đây, các bạn có thể đặt dấu gì cũng được. Ví dụ dấu này, và dấu này, dấu này. Mình sẽ dừng. Cho thêm là tài khoản. Thêm thành công. Các bạn phải có cái hàm load lại database nữa, load lại cái bảng, load lại cái bảng này. Khi mình đã lấy được cái thông tin rồi thì mình sẽ phải gọi là gì nhỉ, khi đã thêm vào thì trên này phải hiện ra cái thông tin mình vừa thêm. Đây là cái việc đấy thì có cái hàm load dữ liệu thôi. Viết cái hàm đấy, viết cái hàm đây. Đêm nay hai đứa em quen. Tạo ra một data actor. Truyền string vào, truyền collection vào. Tạo data table. Sau khi thêm xong nó lại, sau khi sửa xong nó lại, sau khi xóa xong nó lại chạy. Đấy, mình vừa thêm chưa nhỉ? Đây rồi. Bây giờ mình sẽ sửa cái thêm một cái mới hết class 1. Mật khẩu vẫn thế. Thêm thành công. Đây. Hit class 1 này. Bây giờ sửa mật khẩu của hit class 1 thành 1256. Sửa thành công. Đây, đã thành. Bây giờ xóa cái hit class 1. Đã xong. Vâng. Vậy là cái việc demo đã kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết.